một nồi. Dạ con không có tắm không à. Linh mến chào quý cô chú anh chị em. Thì bữa nay trưa giờ trưa khoảng 12 giờ rồi có anh chị. Linh đi quăng chài nè. Vì hồi sáng á, mưa lớn lắm rồi Linh không có đi. Linh tính bữa nay là không đi quăng được luôn á. Thì thấy nó nắng lại Linh đi quăng nè. Mà Linh thì nay đi quăng điểm mới. Cái điểm mới của Linh nhưng mà cũ của người ta. Thì hồi sáng giờ là Linh nãy giờ Linh đi bỏ mồi á, thấy người ta đã quăng rồi. Giống mới chát luôn các anh chị. Nên là giờ Linh đi quăng lại. Thì không biết có hay không. Rồi giờ Linh đi quăng đây nha các anh chị. Tính chạy đầu hẻo rồi không nhóc ta. Cái này dánh vừa bự không à. Riêng chỗ này nước chảy quá. Linh sợ nó trôi mồi á. Nhưng mà cũng có lý. Rồi, lấy chài tiếp theo nha cô bác anh chị. Mong rằng là chài nào như chài nấy nha. Phải hơn chài này chứ. Hey.
không có thời gian đi chạy. Làm gì hả? Việc xã gì? Ở huyện. Quanh năm tháng đâu có không đâu mà trời. Bệnh trời vậy đâu có bán gì. Nên là linh quăng có lỡm như xíu chỗ này à. Không được nữa, có chạy nữa. Đây có cái gịch nha, có cái gịch. Đừng nói quăng gì cũng có nữa nha. Có gịch, có gịch. Quăng cái chạy bằng tay à. Không có nữa ta. Trời ơi, nguyên bậy luôn rồi, quá trời luôn rồi. Trời ơi, khủng khiếp luôn. Còn là cá đôi thôi. Nguyên một bầy cá đôi luôn. Rồi nó đã. Cái này mà quân quăng được mà kiểu như mà cái chài nó bự ra cô bác vậy. Vì vậy đó, lục bình nó trôi á, nên còn cái eo, ngay do cái eo ở trước nó có eo gai nè, cái đó cái eo hóp vô nên là nó có lỗ nhỏ xíu à, nên quăng ủng cái nhỏ xíu bất cờ luôn. Vậy thì sao á, vậy có anh chị cũng thấy vậy mà nhóc luôn nguyên mày cái thôi luôn. Lên nữa rồi.
kéo lên nó gịch. Đó, rô mê. Nói chung là cái chai này là chất lượng thôi. Còn một cái rô mê nè. Hết nó nói cái rô mê này. Đó mày dảnh. Đau. Vô rồi nha, bắt đầu vô rồi nha. Cái bến này là quan lợi của ta đâu có anh chị. Người ta mới vì vũ rồi sáng luôn á. Mình lỡ xuống đây rồi xa thì nên đi xa đó, rồi lỡ xuống đây rồi bỏ mồi rồi quăng lưu được nhiêu được, không ngờ là trúng ánh đó. Không phải như đây như cô bác anh chị, còn nữa nha, đâu khó. Cây nhóc ở dưới của bác chị. Không biết có cá hay không nè. Khoảng 2-3 hơi luôn. Linh ơi, gãy mồi là chưa có chiếc cô bé này đậu, bây giờ lên lại gãy cái chiếc cô bé này lại đậu ở đây rồi, nên là cá nó cũng đi bớt. Trời ơi, hút mày cái thôi nữa rồi. Lần 2-3 hơi nó mệt. Đi đâu đó anh bạn? Đã không? Đừng có chiếc cô bé nó đậu ha, là Linh hút mày cá to này nữa. Thùng lứa hồi nãy luôn nè, y chang luôn.
nói chung gì cũng im, như cái màu nó hơi tối. Lên mới quăng chài xuống á, có con này tung mạnh lắm, làm đùng 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 vậy, ghê lắm. Mà biết còn không nè, chắc mày cái thôi nữa chứ đâu. Rồi rồi, thấy công chuyện nữa rồi. Mấy bến mới mà mấy bến mà mới cũng là phải chịu thôi cô anh chị. Thôi kệ, miễn có là được rồi. Nguyên cái ghế gì bự lắm, mai mốt mà có quăng chắc cũng phải lặn à. Đó là chị đó. Mày nhóc có đâu chơi kìa. Quá rồi. Xuống làm đùng 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 đùng. Không uống không lặng. Còn giờ lên nè. Nếu giờ lên không biết sao đây nè. Ôi ôi. Vô có hung hô. Linh ý là Linh là lỗ lưới là 4 phân đó nha, mà gặp ngồi giữa lỗ giờ vô chút. Nói cái có xe liền
Linh mà chài như 3 phân như người ta ha, là cá nhiều lắm cô bác anh chị. Thì nó chung ra không được, nhỏ nhỏ nó chung ra không được đó. Còn lùa lỗ Linh là 4 phân, có cá 4 phân tới lên không à. Không mà đã không? Cá đó cái gì kìa? Nè hả? Chấm trôi. Chấm à? À, cái đắp trôi. Xương con què, mơ không chừng chạy mấy con rồi. Tôi có thấy có dấu ai chạy rồi. Cá không kìa, không chạy, không chạy rồi. Dạ, tôi đi chạy lại nè. Quá cầu rồi, cầu dính con rồi, nó ké ăn bao của hồi. Nó lôi dữ lắm. Tôi gọi là trôi Ấn Độ của nó đó. Má cái đó là chúng tôi xương không. Má chứ có làm giả à. Xương kém. Lông thằng trưởng luôn. Đó của tàu ngầm này. Tàu ngầm là lông thằng trưởng thôi chứ. Vô. Còn cái rô biển này thả. Quá. Quá đã của bác chị. Có người ta đang xè cái bánh kìa. Giàu khó. Chạy này chạy khối luôn cô bác anh chị ơi. Quá mệt rồi. Mệt rất là mệt, rất là bụng nữa. Đây khó quá. Quá nhóc luôn. Rồi dính cây. Nhóc luôn. Nhóc cá luôn. Nhóc luôn hả? Ừ. Thấy nha, thấy nha. Rồi nó đụng rồi, thấy nhóc dưới á. Cái tắm tao nè. Một đôi.
con mày rảnh quá bự. Bự có hơn bằng tay mày. Quá đã rồi. Đúng rồi. Dạ con không có tắm không à. Con tắm gì là rồi đó. Cái này đi chạy chơi gì không? Có bán gì không? Thì bán. Bữa nào cũng đi chạy gì nè. Chứ bữa nào mười mấy 20 ký vậy? Có chứ. Tin 5 ngàn. Nói chung là chạy một mình nó vừa chạy vừa quay nó lâu lắm. Còn nếu như mà chạy bình thường như người ta ngày chắc 20-30 ký được. Rồi mình quay về ngày được nhiêu tiền? Ta người ta có lượt xem. Lượt xem nhiều thì nhiều. Dạ đúng rồi. Cũng như mấy kênh YouTube thằng khác thôi đó. Khác thôi hả? Coi nhiều tiền nhiều mà. Thì đúng rồi, coi nhiều tiền nhiều mà. Coi hết tiền hết. Mày làm kênh lâu chưa? 2 năm rồi. Thôi. Cá này anh bán ký là anh sai. Bán sang lại. Sang lại nhiêu ký? Sang thì 15 ngàn. Còn ai mua lẻ thì bán 20. À 20 ha. Rồi. Xô vậy. Dạ xô. Sao mấy tướng kia đi làm gì sai hả ba? Ừ mấy kia ở ngoài ở dưới cái lại chợ á. Cái lại nó vô nó chài về nó sai. Bán cà phê cái đồ nó sai trơn hả về cái não. Cái nó nhiều cái nó cắt đầu tân à. Ừ. Cắt đầu bổ thủng đá tân à. Đi 2 thằng lớn. Nhưng đi của mình con cho nên là nó lâu. Chiếc giả. Cá này đã không? Nó thích hồn con cá này. Này có trứng. Phát này phát cuối vậy hả? Cuối rồi, hết mồi rồi. Hết mồi luôn rồi đó. Nãy để thùng ở đây luôn mà. Làm giống. Chúng tôi giờ nó thuốc hết trơn rồi. Nó 12 con ngục á. Dạ. Nó là nó chạy đi vòng xa chạy để chứ tránh chạy. Dư sức chạy. Đây của anh chị. Đã không? Trời cuối. Thôi giờ Linh đổ cá xong rồi Linh cho cô bác anh chị xem cá rồi Linh kết thúc video luôn nha cô bác anh chị. Rồi giờ Linh cho cô bác anh chị xem cá của Linh nha. Rồi Linh về. Nói chung là cũng được cô bác anh chị ơi. Đó được nhiêu đây nè. Có ấn tượng nhất là cái con này nè. Đó con khổng lồ nha. Hết hồn cá này không? Cá này nó dịch dữ dằn lắm nè. Rồi giờ Linh về, Linh đi chợ, Linh bán luôn. Linh đi về đường này nè. À, cách chợ ở đây, cách chợ có khoảng 5 cây số đó cô bác anh chị. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký hay đăng ký nhấn thêm chuông ủng hộ Linh nha. Rồi hẹn cô bác anh chị lại video sau. Đây có anh chủ nhà anh vui tánh anh coi cá nãy giờ có anh chị. Còn đường này là về cây lẫy Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Tây cây lẫy.